Hồ Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng máy đo huyết áp cổ tay của hãng Myrolife ha. Thì cái cách sử dụng này nó rất là đơn giản. Và trên thị trường thì cái hãng Myrolife có rất là nhiều mẫu mã model như thế này nè. Thì Hoàng Sơn có video cho cả nhà mình phân biệt các mẫu rồi và cách lựa chọn. Còn nếu mà cả nhà mình có gì thắc mắc á, có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn qua số điện thoại ở bên dưới trong cái tiêu đề ha. Rồi, thì chúng ta xem sơ về cái mẫu này. Cái mẫu này là máy đo huyết áp, giá của chính hãng là 750.000. Nếu mà như chúng ta mua hàng chính hãng đó thì chúng ta sẽ được bảo hành 5 năm, nếu mà lỗi do máy á, sẽ được đổi máy mới cả nhà ha. Và vòng quắn là sẽ bảo hành 2 năm. Rồi, thì đây là mẫu thông dụng cơ bản mà trên thị trường có rất là nhiều năm rồi, nên là rất là nhiều người xài ha. Thì chức năng của nó là đo huyết áp nè, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và điểm nhịp tim. Bên cạnh đó thì còn có bộ nhớ 30 lần và có ngày giờ nhớ cả nhà ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở máy nha. Cái máy này dành cho những người đi công tác du lịch cả nhà ha. Bộ Sơn có hướng dẫn cả nhà cách lựa chọn sao cho phù hợp với bản thân và gia đình rồi. Cả nhà có thể xem lại. Rồi, bên trong thì mình sẽ có phiếu bảo hành nè và hướng dẫn sử dụng, rồi có một cái bảng tham khảo về huyết áp ha. Đây cả nhà thấy. Thì huyết áp của mỗi người khác nhau, mỗi độ tuổi khác nhau, nên là đây là bảng để mình tham khảo thôi. Có nam và nữ nè, và tuổi, độ tuổi. Đó, thì bây giờ mình sẽ xem cái cách xài. Cái mẫu này là thông dụng, nhiều người xài, nhưng mà có những cái dòng model mỏng hơn. Thì Hoàng Sơn có giới thiệu thêm, đây là model mới của 2021-2022 ha. Mỏng hơn và chức năng cũng gần như là tương đương. Rồi, thì máy chúng ta sẽ có một cái máy gọn nhẹ đơn giản thế này thôi. Và mình xài pin 2A. Mình khui pin mình thử luôn nha. Sau này thì cả nhà mình nhớ là mua cái pin tốt tốt, như là Alkaline nè, là pin khô. Mình để lâu trong máy, không bị chảy pin hư máy ha. Thì Hoàng Sơn luôn nhắc cả nhà mình rồi. Nếu mà sau này mình có mua pin thay á, mà pin kiếm không được pin tốt á, mình mua pin thường. Thì nếu mà như ít xài thì mình nên lấy pin ra. Đó. Còn như mình xài thường xuyên thì mình sẽ biết nó không bị chảy pin. Rồi, bây giờ mình dòm sơ nè. Mình sẽ có một cái nút nguồn mở máy ha. Chữ M là bộ nhớ. Và cái đồng hồ. Đó, cái đồng hồ là để mình cài đặt ngày giờ cả nhà ha. Rồi, cái vòng quấn ha. Mình mở ra. Đó, cái vòng quấn nó như thế này. Rồi, bên dưới cái này thì mình sẽ có cái nắp pin nè. Mình có cái dấu mũi tên. Ha, mình đẩy lên. Đó, mình thay pin. Rồi, mình sẽ gắn pin vào ha. Nó có đầu cộng đầu trừ, cả nhà mình để đúng chiều là được ha. Rồi, chuyển pin thứ nhất, pin thứ hai. Rồi, khi mình lắp xong rồi, nó kêu tít tít. Mình đẩy nó pin lại. Bây giờ mình sẽ lột cái màn hình ra để cho dễ nhìn. Rồi, miếng dán màn hình. Rồi, trước tiên á, đối với những dòng mà có màn hình, có ngày giờ nhớ thì mình phải cài ngày giờ, cài đồng hồ trước. Đầu tiên mình sẽ bấm vào cái đồng hồ. À, cả nhà mình thấy không? À, mình bấm vào cái đồng hồ, sau đó mình bấm vào chữ M là để tăng nha. Mình ví dụ nè, mình bấm. Đó, số 12 sẽ quay thế số 1. Có nghĩa là tháng trước cả nhà ha. Bây giờ tháng 2, sau đó mình bấm đồng hồ. Đó, nó nhảy qua. Thì mình có thể bấm giữ luôn cái chữ M nha. Đó, 18, 19, mình từng nấc thì nó sẽ nhảy từng cái 20. Mình chỉ có hai nút này thôi, bấm vào cái đồng hồ, nó sẽ chuyển qua giờ. Ví dụ mình tăng lên là đó, 10 giờ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ví dụ ha, 11 giờ. Rồi, phút, đó, và bấm vào cái đồng hồ là xong, cả nhà thấy không? Đó, là mình đã cài đặt ngày giờ xong. Còn nếu mà mình muốn cài đặt lại thì mình cứ bấm giữ vào cái đồng hồ. À, bấm 3 giây. Đó, thì nó sẽ nhảy vào. Đó, mình cài đầu tiên là năm trước nha, 2022. Rồi sau đó bấm cái là qua tháng, bấm đồng hồ qua ngày. Đó, giờ, phút. Ha, à, rồi, mình bấm cái nữa là nó thoát ra. Xong cả nhà ha. Rồi, cái này là đo và tắt một nút này. Bây giờ Hoàng Sơn sẽ cùng cả nhà mình đo nha. Rồi, cách sử dụng của này là bây giờ đầu tiên mình sẽ gắn vào cái đồng hồ mà mình có thể nhìn thấy được. Mình gắn bên tay trái nha. Tại bên tay trái thì sẽ gần tim thì độ chính xác sẽ cao hơn.
và mình quay cái đồng hồ về hướng của mình, cái chữ Myrolight mình có thể nhìn thấy được nè cả nhà. Tức là từ ở bên trong mình nhìn ra mình đọc được cái chữ không bị ngược nha. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái vòng quẩn lại ha. Mình nhớ chừa cái vòng quẩn khỏi cái cục gù nha, chừa vòng quẩn khỏi cục gù này nè. Rồi mình có thể kiếm cái gì đó kê lên để cho nó ngang tim đó. Ví dụ giống như tim mình nằm ngay chỗ này thì cái cổ tay mình đi xuống và mình sẽ đi lên ha. Rồi như thế này cả nhà ha. Đó, mình ngồi thoải mái và mình bấm nút đo, mình chờ xíu ha. Khi đo thì không nói chuyện, và trước khi đo thì ngồi nghỉ 5-10 phút. Đây, mình sẽ ra kết quả, cả nhà mình nhìn thấy nè. Đó, rất là nhanh. Nó sẽ bơm lên cao và nó xì xuống và ra kết quả 3 con số. Đó, cả nhà mình thấy nó nằm trong cái màu xanh là huyết áp tốt nè ha. Màu vàng là tương đối nè. Cam là màu đỏ là nghiêm trọng. Đó, nó huyết áp càng cao, mình nhìn vào cái cột ở bên đây chạy lên. Ở bên trên là ngày giờ ha. Và huyết áp tâm thu là 114 nè. Còn Sơn ví dụ mình cách đọc ha, mình sẽ quay cái bảng này ra. Đó, ví dụ giống như nam nè, nam nè, huyết áp tâm thu độ tuổi nha, ví dụ tầm 30 đến 39 nè. Rồi huyết áp thường mình là 126 và 79, của mình là 114. Đó, thì nó nằm trong ngưỡng huyết áp tốt và 78 ha, huyết áp rất là tốt luôn nè. Hoặc là chúng ta sẽ tra vào cái bảng phía sau, ví dụ huyết áp là tầm từ 100 đến 130 là bình thường ha. Đó, từ 130 đến 140 là cao nhẹ, 140, 160 là huyết áp cao, trên 180 là nghiêm trọng ha. Rồi bây giờ giả sử mình xem là bộ nhớ nha, mình bấm vào bộ nhớ nè. Đó, thì sẽ hiển thị cái kết quả lên. Sau đó mình bấm tiếp là lần số 1, số 2, số 3. Khi mà mình bấm lên một cái là nó sẽ hiển thị kết quả trung bình. Sau đó mình bấm từng lần thì có ngày giờ ha. Bấm cái số 2 là trước đó, bấm cái nữa số 3, ví dụ vậy mà mình mới đo lần đầu tiên nên là mình chỉ có một con số như thế này thôi. Rồi cái đó là cái cách sử dụng đơn giản dành cho mình hoặc là ông bà mình có thể xem nhanh như vậy. Còn về tư vấn về huyết áp và cách đo như thế nào thì Hoàng Sơn có video riêng để cả nhà mình tham khảo. Ví dụ mình nên ngồi nghỉ trước khi đo là 5-10 phút, hoặc là mình đo trong ngày á, mình đo cùng thời điểm, ví dụ hôm nay đo tầm 8 giờ sáng thì ngày mai ngày kia cũng tầm 8 giờ sáng. Và nếu mình đo buổi chiều thì mình sẽ đo buổi chiều để mình có thể kiểm tra trong một tháng đó huyết áp mình như thế nào. Thì có thể buổi sáng huyết áp mình nó khác, đầu giờ trưa nó cao hơn và buổi tối nó cũng rất là cao, tầm 9 giờ tối. Nên cả nhà mình nên đo cùng thời điểm nha. Còn và giả sử trong ngày mình muốn đo lúc nào cũng được để mình theo dõi cả nhà ha, hoặc là uống thuốc. Rồi, đó là cái cách sử dụng đơn giản của dòng máy cổ tay. Và Sơn lúc nào cũng khuyên cả nhà mình nếu mà mua cái máy lần thứ hai để đi công tác du lịch thì hãy mua dòng cổ tay. Còn nếu mà lần đầu tiên mua thì cả nhà mình nên mua dòng bắp tay nha. Tại vì nó dòng bắp tay gần tim, độ chính xác cao hơn, độ bền cao hơn và mình có thể đo cho cả gia đình nữa. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.